đang tay nhau trên đường tụ tập vui cả ngày tháng. Dẫu chuyện xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy, tóc em xanh vì anh, mắt em vui vì anh, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Gió đưa em quay về cùng anh trong đêm vì tôi. Mắt đôi xưa còn đây, chiếc hôn này buồn đầy, đành xa tận đây. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin thương yêu. Xa dù là xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em vì tình yêu anh sẽ chờ em ra vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh nhìn bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm không mưa trong lòng dòng tóc. Mình có test một đoạn nhạc để các bạn nghe cái giải bát của phần súp cũng như là kết hợp với phần full. Thực sự luôn cái giải bát nó ra nó đánh nó sâu gọn, như là riêng nó đặc thù những dòng loa. Như vậy thì đến với kênh em ấy thì đa dạng các model loa khác nhau, nhưng hiện tại người em đánh giá tất cả mẫu loa tại thị trường Việt Nam bây giờ thì em đánh giá cao, rất là cao về RCF. Những cặp loa sản xuất tại Ý này, như là model C310 mà em đang quay review đây, có độ chi tiết sạch sẽ trong đó, những gì mà dòng này nó thể hiện được nó hay hơn cả JBL không nhá. Và một cái dòng nữa đó là dòng Lexo, thì ông nói nha, cái dòng này ngang ngửa Lexo mà giá thành đầu tư ra thì RCF này giá nó êm hơn. Thì ở đây cũng nên một combo cho bác là hiện tại những đôi loa tuyển chọn như thế mình đang quay ngày hôm nay với mức giá là 18 triệu đồng một đôi. Trước đây bác mua những đôi này thì giá anh em bán hàng cũ cũng phải rơi 23-25 triệu, thì đợt này giá nó êm hơn, 18 triệu đồng một đôi. Và kết hợp với một đồng bộ của DBLTIC, kết hợp với quả súp điện súp của RCF sản xuất tại Ý anh em nhé. Quả súp là RCF 4012S các bác nhá. Kỳ quả này đang trên trường đang bán là 12,5 triệu, thì mình đang bán là 11.500.000 đồng quả này. Đấy, mua mới quả này rất là đắt nhá. Riêng đôi loa này bác gõ mua mới đang là 60 triệu hay 62 triệu. Quả súp này đang mua mới là rơi khoảng 30 triệu hay 35 triệu quả này. Thì anh mua hàng bãi giá hơn nhiều. Các loại con đẩy, riêng combo này chỉ có loa và súp là bãi thôi, còn đâu đẩy. Vang và mic là hàng mới. Đồng bộ của DBL tích bảo hành 2 năm. Thì con đẩy là 38 triệu. Vang là 5,5 triệu cộng với con mic là 4,5 triệu, tổng combo này 47.500.000 đồng. Các bác sử dụng driver là đồng bộ DBLTIC kết hợp với loa súp sản xuất tại Ý anh em nhé. Cho tiếng rất là sạch sẽ và hay. Anh em muốn cầu liên hệ với đồ nhé. Đánh cặp loa một cái bích từ lục trắng loáng này, trắng loáng này kết hợp với củ chét như thế này. Đấy, ngay phần sau video em cũng quay ở kho em ghép vào thành clip đi. Thì anh em có nhu cầu liên hệ em, có nhu cầu để hỗ trợ lăng đời đổi cát thì em vẫn ưu đãi một giá tốt cũng như hỗ trợ lên đời của cao tất cả anh em nhé. Và xin là chào tạm biệt ạ. Dài tay em ấy có mắt xanh sao, nghe là thơ lứa xeo còn gần nhỏ. Đường dài hôn hôn cho mắt thêm mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ.
cảm nhận tiếng rất là sạch sẽ luôn. Đó, xem tiếng sạch sẽ chi tiết luôn. Cái sút đánh rất là êm, nghe nó gọn tiếng. Trời buồn xanh buồn cho mình sống. Cái đuôi vần nghe rất là hay luôn. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau buồn. Làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mong. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em nhớ những vết chiêm gì. Nghe đôi mic hát vào bộ này rất hay. Nghe cái mic hát sáng sạch sẽ. Không gian về ngang của mình đây là nó hơi chật tí. Về ngang thì chỉ có 4 mét rưỡi thôi. Còn hát không gian này một đôi này không gian 30 và nhà 40 thoải mái thôi nhé. Cái bộ sụt rửa xem. Một loa đồng bộ của Bát sản xuất tại Ý thôi nhé. Xúc và loa sản xuất.